Hai cả nhà, Việt Lê đây. Clip 2 phút Việt Lê up lên Facebook các bạn. Cô dừng lại giùm em luôn đi anh ơi. Chắc là dừng lại đi. Rồi mình dừng lại một chút cái đèn pha đi anh. Và up lên YouTube nữa. Bị chửi banh xác. Chặn cả xe cấp cứu, không biết ông này xem mạng người là cái gì nữa. Tào lao, mày là cái gì mà đòi chặn xe? Kêu cả cấp cứu dừng lại thì thua bố này rồi, chắc đoàn của ông to hơn mạng người. Chả hiểu, xe cấp cứu dừng lại, tính mạng người ta như trò đùa, thiếu đạo đức, khi mày chết tao sẽ đốt cho mày một nén nhang. Xe đang đi cứu người mà mày nói dừng lại, để đáng cuộc vui của mày, nếu chậm 2 phút một mạng người ra đi, hả mấy con chó? Dăm ba con xe mô tô bảo vệ đoàn đua trong nước biển trắng, đòi chặn xe quân sự đi làm nhiệm vụ chấm BLA bla, ông này viết nhiều quá đọc không nổi. Xưa nay không theo dõi Việt Lê trên YouTube, và những bạn mà trên Facebook chỉ coi lướt qua một hai phút thôi, đánh giá và chửi té thua. Bạn biết là không phải lúc nào cũng cứng nhắc với cái quy định, mà quy định đều phải có những cái linh động và có tình cảm tình người trong đó các bạn. Thấy nhiều bạn comment là lỡ mà chở người đi cấp cứu cứu thương người sao mấy ông dẹp đường vậy, mấy ông có tình người. Các bạn chưa gặp những trường hợp đó thôi, vì các bạn chưa xem vlog của Việt Lê rồi. Đây các bạn, đó các bạn vừa thấy là xe cứu thương đó các bạn. Đó, chúng tôi vẫn nhường đường cho xe cứu thương đi qua như thường hả các bạn. Lúc nãy bộ đàm đã báo mô tô Tiền Phương trên kia đã làm việc với xe cứu thương và đã hỏi tình hình khẩn cấp của trên xe cứu thương như thế nào, và đã báo bộ đàm xuống tất cả các lực lượng là đều nép về phía bên phải cho xe cứu thương đi, bởi vì không có gì quan trọng hơn tính mạng mạng sống của con người cả, cho nên vẫn ưu tiên cho xe cứu thương các bạn. Bên này đi thăm bệnh các bạn, thăm một người mẹ con em chơi mô tô chung. Ok, bây giờ đi thôi, mua đồ ăn sáng về ăn sáng luôn nè. Bữa nay dịch không dám ăn sáng ở ngoài các bạn, mua về ăn thôi. Đi xa quá bạn, mười mấy cây số rồi, cho nên phải đi ô tô. Bữa nay trời có khả năng mưa, đi ô tô các bạn. Đáng lẽ Việt Lê không có ra clip này đâu các bạn. Bởi vì mình làm đúng, mình không có việc gì mình phải giải thích cơ. Thế nọ thế chai các bạn. Mình làm đúng cả về lương tâm, làm đúng cả về luật pháp, pháp luật các bạn. Không việc gì phải giải thích. Nhưng mà trong một tuần vừa qua, Việt Lê nhận rất rất nhiều cái comment và tin nhắn của các bạn khán giả theo dõi Việt Lê. Từ khán giả cũng không đúng lắm, bởi vì là khán giả cũng có khán giả ghét, có khán giả yêu. Thì cho phép Việt Lê dùng từ fan các bạn. Đây là các bạn để ý từ lúc Việt Lê mở kênh YouTube tới giờ, lúc mà hay Việt Lê dùng khi trong văn nói và văn viết của Việt Lê á, Việt Lê chưa bao giờ dùng từ fan với các bạn. Bởi vì fan nghe ghê gớm. Việt Lê chỉ dùng từ khán giả thôi, có nghĩa là khán giả theo dõi clip của Việt Lê thôi. Nhưng mà trong clip này cho phép Việt Lê dùng từ fan các bạn, có nghĩa là những khán giả mà yêu thích mình á, những khán giả mà đồng cảm và hiểu công việc của mình á, thì dùng từ fan ha. Thì một tuần vừa qua rất nhiều bạn fan cả lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi, và có những bạn mà đang thi kỳ thi lớp 12 năm nay, kỳ thi đại học các bạn. Và chúc các bạn, sẵn đây chúc các bạn có một kỳ thi thật là suôn sẻ, may mắn và kết quả tốt. Và có thể đây là một kỳ thi rất là đáng nhớ, một kỷ niệm rất là đáng nhớ, một kỳ thi lịch sử của các bạn, một kỷ niệm khó quên. Sau này qua trận Covid này thì đó là một kỳ thi rất là đặc biệt các bạn. Rồi quay trở lại thì Việt Lê nói đó là rất nhiều bạn fan nhắn tin cho Việt Lê và comment là Việt Lê ơi, hãy làm một cái clip hoặc là làm một cái bài viết giải thích cho mọi người hiểu đi, đừng để mọi người hiểu lầm Việt Lê. Để mở thành nhỏ sáng, đừng để cho mọi người hiểu lầm Việt Lê các bạn, để mọi người hiểu lầm
tổ dẫn đoàn, thấy mọi người hiểu hiểu làm Việt Lê vô chửi bới, giờ anh nào khủng bố Việt Lê thì fan cũng thấy rất là khó chịu và cũng thấy tội nghiệp cho Việt Lê các bạn. Việt Lê cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ cho Việt Lê những cái dòng cảm xúc đó. Việt Lê cũng suy nghĩ các bạn ơi, thứ nhất mình là dân chơi mô tô đó các bạn, đó là dân chơi mô tô thì Việt Lê có một viết một cái bài dân chơi mô tô thì cá tính rất là mạnh, phải ba cái lời những cái lời dọa nạt nó mà làm nhùng chí đó các bạn, không vấn đề gì đâu. Thứ hai nữa là mình làm đúng nó có sai đâu mà phải giải thích cho nó mệt. Từ từ rồi người ta hiểu vấn đề ra thì người ta sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Việt Lê nghĩ vậy đó, nhưng mà sau vài ba ngày Việt Lê nghiệm lại thì thấy Việt Lê nên làm clip này, bởi vì nó liên đới rất nhiều vấn đề các bạn. Thứ nhất cũng để cảm ơn những cái góp ý, những cái chia sẻ những cái bạn fan đối với Việt Lê. Thứ hai các bạn, Việt Lê không làm thì sẽ tạo cái ảnh hưởng những suy nghĩ tiêu cực cho mọi người hiểu sai về mô tô dẫn đoàn các bạn. Hiểu sai về mô tô dẫn đoàn thì ảnh hưởng tới công việc sau này, những cái giải dẫn đoàn sau này vẫn có xe đạp các bạn. Ảnh hưởng lây tới những cái đồng đội Việt Lê dẫn đoàn có xe đạp thì thấy Việt Lê không nên, cho nên buộc lòng Việt Lê phải lên tiếng và làm clip này cho các bạn hiểu. Mình không ở vai trò và vị trí của người ta, mình không thể nào hiểu được cái cục diện vấn đề các bạn. Về chiếc xe cứu thương lúc đó thì các bạn, Tuấn Trinh đang chạy lên thì thấy xe cứu thương băng từ trong nhà khách ra. Việt Lê có để hai cái dấu tròn khoanh đỏ ra nhà khách của quân đội các bạn. Thì họ từ trong nhà khách ra đi kèm với hai chiếc 29 chỗ nữa. Và xe cứu thương không bật còi hụ và không bật còi và không bật đèn ưu tiên, thì chỉ là xe phương tiện công cộng bình thường thôi các bạn. Xe cấp cứu ở trên đường phố đi mà không bật còi hú, không bật đèn thì xe đó không đang ở trong công vụ các bạn. Các bạn phân biệt rõ, xe cấp cứu không trong công vụ, không chở người bệnh thì sau đó không có được quyền ưu tiên các bạn. Và Việt Lê dám khẳng định luôn nha các bạn là lúc đó các xe quân đội biển số đỏ nó đang không trong một nhiệm vụ hỏa tốc. Thì các bạn thử nghĩ đi, họ là xe biển số đỏ thuộc quân đội, rất là cấp bách trong một trường hợp nào đó thì đâu có thể cơ quan nào mà có thể cản được họ đang đi làm việc, làm nhiệm vụ cấp tốc các bạn. Không chỉ là một đoàn xe đạp, không chỉ một đoàn thể thao các bạn. Các bạn có để ý lúc đó là tất cả cảnh sát giao thông đã ở chỗ đó, họ đã hỗ trợ cho đoàn mô tô xe đạp là đưa những chiếc xe biển số đỏ đó tấp sát vào lề các bạn. Cảnh sát giao thông họ không biết được là những chiếc xe đó không có nhiệm vụ quá quan trọng, nhường đường xe đạp qua là một cái việc làm đúng đắn họ làm lúc đó, và đoàn xe đạp làm cũng rất đúng đắn và đúng theo nghĩa vụ. Quay lại chiếc xe cứu thương đó, nếu chiếc xe cứu thương đó đang chở một người bệnh đi cấp cứu, bật đèn còi hú thì không có đoàn xe đạp nào cản được các bạn, mà họ là xe cấp cứu biển số đỏ nữa các bạn. Thì các bạn thử suy nghĩ, thử tư duy đi, lúc đó họ có nhường đoàn xe đạp không? Họ cũng sẽ lứt ra, họ chạy như thường thôi các bạn à. Không thể nào mà đoàn xe đạp mà đủ quyền hàng đó mà chặn được xe cứu thương biển số đỏ các bạn. Có nhiều bạn coi YouTube của Việt Lê nhiều rồi, các bạn comment và nhắn tin cho Việt Lê rằng là đại loại như là xe cứu thương mà đi gặp đoàn anh Việt, nếu đang có trường hợp chở người bệnh á, thật sự á, mà nếu mà gặp đoàn đua xe đạp thì hỏi thật là họ cũng may mắn rồi các bạn. Bây giờ suy nghĩ lại thấy cũng đúng các bạn. Các bạn coi những clip vừa rồi Việt Lê mới chia sẻ đó các bạn, nếu xe cứu thương ngược chiều thì bên địa phương họ sẽ lên, họ liên hệ trước, và bên bác tài lái xe cứu thương thông báo là có chở bệnh nhân đang cấp cứu thì họ sẽ báo bộ đàm từ trên xuống dưới, từ trên đầu tới tiền phương, tới bảo vệ, tới bộ phận bên đường kỹ thuật, tới trọng tài và tới khóa đuôi, là tất cả đều chuyển cho vận động viên tập trung thi đấu ở bên lề bên phải, nhường lề bên trái cho xe cứu thương ngược chiều họ đi, và thông báo cho tất cả các đội mô tô và đội hậu cần, đội ô tô phía sau lẫn bàn, phóng viên, báo chí tác nghiệp, tất cả đều nép sang bên phải để nhường lề bên trái cho xe cấp cứu họ di chuyển tốc độ cao lắm các bạn. Đó là ở vấn đề ngược chiều. Còn thuận chiều thì sao các bạn? Thuận chiều thì clip Việt Lê ở đi dẫn giải năm kỳ khởi nghĩa xuyên qua ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia, Việt Lê có vô tình quay được một khoảng khắc đó. Trước đó là Việt Lê đã nghe bộ đàm báo dưới rằng ở nhà còn 50 cây nữa là tới Viên Trăng, và sau lưng mình đó là một chiếc xe cứu thương đang hỗ trợ cho xe cứu thương vượt đoàn, và hai chiếc cùng lúc luôn.
của nước bạn Lào. Rồi sau đó là xe tổ chức. Họ đuổi báo lên cho bộ phận môi trường kỹ thuật và bộ phận tiền phương báo là có chiếc cứu thương phía dưới cần vượt đoàn, thì phía dưới là cử ngay một chiếc mô tô của bộ phận khóa đuôi các bạn mở đường và bật cờ hú và dẫn đường cho xe cứu thương vượt đoàn, vượt hẳn lên trên đoàn, vượt hẳn lên trên kia, báo cho cảnh sát giao thông trên kia dẹp đường cho xe cứu thương băng qua. Nó còn nhanh gấp mấy lần so với bình thường nếu đi nếu xe cứu thương di chuyển trong một cái điều kiện giao thông bình thường các bạn, nhanh gấp mấy lần luôn các bạn. Thì nhiều bạn nó chia sẻ là nếu mà đoàn cứu thương mà gặp đoàn xe đạp ưu tiên như bên anh Việt dẫn thì nó còn may mắn hơn nhiều so với đi đường bình thường đó các bạn. Thì các bạn không có gì diễn giải và minh chứng của nó tuyệt vời hơn bằng những clip mà Việt Lê đã quay trong vài năm qua các bạn nha. Mình là dân đen đúng nghĩa luôn các bạn. Dân đen 100%, 100% gốc 100% luôn các bạn. Không có làm nhà nước, mình không làm nhà nước. Mình chỉ là kiếm tiền ở ngoài thôi. Móc tiền túi ra mình mua xe mô tô và mình phục vụ công tác xã hội, phục vụ thể thao nước nhà thôi. Bởi vì có bác comment như thế này là ông nói chuyện mắc cười, cái giải đua xe đạp này tự tổ chức xong tự đi chặn xe nhau, thử dân đen tụi tôi tổ chức giải có được chặn xe các ông không, nói chuyện huề vốn vãi. Đó, mỗi người mỗi tư tưởng một cách sống thôi. Thì Việt Lê mình làm những gì mình đúng, mà Việt Lê cũng chẳng cần lên tiếng, nhưng mà clip này Việt Lê phải lên tiếng bởi vì ảnh hưởng những hoạt động khác của đoàn trong thời gian sắp tới, cho nên Việt Lê phải lên tiếng thôi. Mong các bạn hiểu. Việt Lê không có trách những các bạn mà vô comment chửi bới Việt Lê rõ ràng, bởi vì nếu mà Việt Lê mà không hiểu chuyện Việt Lê cũng vô chửi như thường các bạn ơi. Ở vì rõ ràng khi mà chặn cái xe cấp cứu là một việc làm rất là vô nhân đạo các bạn, và những bạn đó đứng lên vì chính nghĩa thôi chứ không phải là các bạn ghen ghét gì đâu. Do các bạn nó không hiểu vấn đề thôi các bạn, không hiểu được cục diện vấn đề, không hiểu Việt Lê đang làm cái gì và tại sao lại chặn như vậy. Hỏi vậy Việt Lê mới chia sẻ những cái chuyện mà ở trên cộng đồng mạng nó ghê gớm các bạn. Các bạn đừng có nhìn nó theo một cái hướng riêng biệt nào cả, phải có góc nhìn đa chiều các bạn. Rất nhiều sự việc up lên mạng các bạn, sự việc đánh lộn nó làm ngoài đường, đánh ghen bà này giật chồng kia rồi này nọ đến qua nó lại, mà cuối cùng là chưa biết ai là chồng của ai, mà chưa biết ai đúng ai sai các bạn. Vì một cái số clip nó ngắn ngủi trên mạng chỉ có 1-2 phút, không phải nào mà các bạn hiểu hết tường tận vấn đề đó các bạn. Mạng Facebook nó ảo đó các bạn ơi, các bạn thấy vậy mà không phải vậy. Ơi các bạn, Việt Lê về rồi, một chuyến đi quá dài, một ngày nay đi tới đi lui cũng phải là 30-40 cây các bạn. Thì ngày hôm nay Việt Lê đi coi một miếng đất ở dưới Nhân Trạch các bạn, cặp mé sông. Việt Lê mê chơi jet ski các bạn, các bạn coi YouTube Việt Lê thấy Việt Lê thấy Việt Lê có quay mấy tập về jet ski, về mô tô nước á, rất mê mô tô trên cạn và giờ mê mô tô nước. Thì mua một miếng đất ở dưới đó để mà làm cái bến tàu, bến thuyền các bạn, để mà mình chơi jet ski á. Và mấy cái tập mà Việt Lê làm về jet ski up lên YouTube á, thì rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của các bạn. Vì thế là vì vừa nuôi đam mê cho jet ski Việt Lê, mà Việt Lê vừa chơi vừa quay những cái đoạn clip thú vị và những cái thú chơi về mô tô nước cho các bạn cùng xem giải trí ở nhà các bạn ha. Và hy vọng các bạn yêu mến và sẽ đón nhận những cái clip về mô tô nước sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nha các bạn ha. Yo, xin chào và hẹn gặp lại ở những tập kế tiếp nha. Yeah.